Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trên tay em đang cầm để giới thiệu với mọi người là chắn bùn 4 bánh của xe Toyota Altis 209. Thực ra thì cái chắn bùn này thì được sản xuất gần như đến 90% tại Trung Quốc. Nhưng chất liệu này của nó khá là ok các bác này. Em sờ này, khá là dẻo luôn, chứ nó không bị cứng. Đây, bốn bánh luôn. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ và tư vấn giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là 0366495112. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Em xin chào.